Học cách bình thản với đời, chuyện duyên phận hãy cứ để trời cao. Ở đời không có ai có được tất cả những gì mình mong muốn. Hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc. Ở đời có những thứ thuộc về bạn thì cuối cùng sẽ là của bạn. Thứ không phải của bạn thì dù có cố tranh giành cũng sẽ tự rời xa. Học cách bình thản ở với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc. Có một loại tôm còn nhỏ, chúng thường kết đôi và chui vào khe đá. Hang đá nhỏ này đối với chúng chính là một thiên đường. Cho đến khi trưởng thành, chúng lại không cách nào theo khe đá nhỏ đó mà đi ra. Chúng ngay từ khi bắt đầu đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không có cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Đối với chúng mà nói, nửa kia của chúng chính là cả thế giới. Bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua. Bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình. Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản sẽ không quá cao hứng khi khách quý đến chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp. Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thông dong tự tại. Nếu chia tay người yêu, vẫn còn có thể làm bạn, hoặc là chưa từng yêu, hoặc vẫn đang yêu. Lúc còn trẻ, chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau. Nhưng sau những khổ não, chúng ta vì sao không cố chịu đựng để vượt qua, mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác. Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ bi thương. Dù một mình đối diện với thế giới này, vẫn có những điều bạn có thể và không thể làm. Núi rộng sông dài trên đời, chung quy đều là để chúng ta tự mình bước đi. Con người trên hành trình cuộc đời phải tự mình cứu lấy mình. Không phải bạn cứ mệt mỏi là sẽ có nơi nghỉ ngơi ấm cúng. Không phải bạn khát nước rồi sẽ có nước chảy từ núi cao. Không thể khi bạn lạnh sẽ xuất hiện ngay một lò lửa nóng. Nội tâm của mỗi người đều có những vết thương không muốn người khác biết, cần có thời gian để hồi phục. Mạnh mẽ thật sự không phải là người không rơi nước mắt, mà là người nuốt lệ vào trong. Hết thảy vấn đề sâu cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não kỳ thực đều là tự tìm phiền não. Đối với cuộc sống của bạn, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính bạn. Người quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân bạn. Nếu không có sự cho phép của bạn, bất kể thứ gì cũng không thể khiến bạn đau buồn hay vui vẻ. Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của bạn. Người có thể cướp đi điều đó chính là bạn. Bởi vì bạn giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ, bạn không cách nào ngăn chặn được cơn lũ. Nhưng bạn có thể học cách kiến tạo một con thuyền. Mặc kệ mọi người trên thế gian nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn. Nếu như đúng trước người mà bạn yêu mến, điều bạn cần làm là bày tỏ lòng mình. Nhưng kết hôn với một người, điều bạn cần làm lại chính là tỏ ra yếu thế hơn người đó. Cuộc sống của chúng ta không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại. Chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình. Có thể vui vẻ mà lưng đeo đại địa, mặt hướng trời xanh. Chỉ cần bạn hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ, bạn có thể tự do mà hít thở. Trước đây tôi cứ luôn cho rằng kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới khiến chúng ta mạnh mẽ lên. Khi nhìn lại hết thảy những phiền não,
chợt nhớ tới câu chuyện của một ông lão trước khi lâm chung từng nói: trong cả cuộc đời phiền não quá nhiều, nhưng đại bộ phận những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra. Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn thì không tồn tại hối hận đúng sai. Mỗi người đều có một gốc tự mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được. Ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó. Bạn không hiểu ta, ta không trách bạn. Khi bạn cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti. Hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường. Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người nhưng kỳ thực là yêu chính mình. Khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát. Hận một người thực ra là hận chính mình. Khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ. Yêu và hận đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình. Nếu như yêu nhau, hãy nắm tay nhau, dắt nhau đến khi bạc đầu. Nếu lỡ mất nhau, hãy chúc nhau hạnh phúc. Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần tôi một chút nữa. Một chút thôi, nhưng nếu không yêu, xin hãy rời xa và xa hơn một chút nữa. Yêu một người không yêu, tự như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay. Bạn phải tin rằng trên thế giới nhất định có người dành cho bạn, cho dù giờ phút này bạn đang bị ánh sáng vờn quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh. Nhưng người ấy nhất định sẽ xuyên việt thế giới này đi về phía bạn. Người ấy nhất định sẽ tìm được bạn. Bạn hãy đợi đấy. Đừng để tương lai bạn phải chán ghét chính mình. Tôi cố gắng để trở thành chính mình, cố gắng cường đại chỉ bằng sống bình thản hơn một chút. Cái gọi là con đường không giới hạn chính là không ngừng tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn. Tình yêu là một con đường hai chiều. Tình yêu đơn phương cũng có một điểm cuối cùng là thời điểm rút lui. Ta còn độc thân, không phải không dám yêu lần nữa, cũng không phải sợ bị tổn thương, không phải chưa quên được một ai đó, chỉ là người thích hợp còn chưa xuất hiện mà thôi. Người sẵn lòng bao dung ta, quý trọng ta, chịu đi cùng ta đến hết con đường. Trước khi người ấy đến, ta không sợ cô đơn, thà thiếu chứ không thèm đồ đã bỏ đi. Quá khứ tự như một bàn tay, hoài niệm chính là chịu nhận một cái tát vào mặt. Bất luận bạn ở đâu, nơi nào, đều phải học cách bước đi độc lập, như thế giới mới có thể trở nên vững vàng, mới có thể thản nhiên đối mặt với những cay đắng của thế gian. Theo tâm thể,